Mến chào các bạn. Hôm nay thì Huệ Oan Hỷ lại trở lại với chúng ta. Và hôm nay thì ngoài trời chúng ta thấy rằng nó đang có cái chuyển gió bắc rất là to. Thì chúng ta chắc sắp sửa đón sửa một cái đợt gió mùa đông bắc mới. Thì cũng mong cho các bạn giữ được sức khỏe và luôn có cái sự khỏe mạnh trong cái mùa đông này. Và hôm nay thì là cái ngày đầu tuần thứ hai, vào ngày mùng 8 tháng 11 thì Huệ có một cái trải bài để mang lại cho chúng ta một cái sự đón nhận những cái thông tin, thông điệp vũ trụ gửi tới cho chúng ta trong tuần mới. Thế thì với cái nội dung là vũ trụ đang mang đến điều gì, an lành gì cho chúng ta trong tuần mới, cho chúng ta biết được những thông tin gì, thì đó là thông điệp từ vũ trụ trong tuần mới. Và cái tuần này thì rất là đặc biệt các bạn nhé. Tuần này có một cái trường năng lượng rất là lớn được chuyển đổi giữa cái năm cũ với năm mới. Bởi vì là chúng ta đang có một cái cổng năng lượng ngày 11 tháng 11. Đây chính là một cái sự khép lại một cái trường năng lượng cũ của năm cũ và chuyển sang một năm mới. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái sự biến đổi rất lớn. Đây là cái tuần rất đặc biệt nên là Huệ mong muốn rằng chúng ta sẽ có những cái sự chuyển đổi. Sự chuyển đổi chung của vũ trụ cũng chính là sự chuyển đổi của chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta hãy cùng nhau để chúng ta tìm xem là có những cái thông điệp gì mà vũ trụ gửi đến chúng ta trong tuần mới này. Thì thông điệp ở đây có những thông điệp về tình hình sức khỏe, về tình hình về tài chính của chúng ta, hay là về tình hình về tình yêu. Có nghĩa là tình cảm con người ta thì thường có những cái giá trị lớn như vậy. Thì chúng ta sẽ biết là thông điệp vũ trụ gửi đến cho chúng ta nhé. Thế thì đến với kênh của Hoan Hỷ thì cũng rất mong các bạn là có cái sự Hoan Hỷ chia sẻ cũng như là Hoan Hỷ đăng ký kênh giúp Huệ nhé. Thì hôm nay Huệ có hai cái tụ bài để lựa chọn, đó là hai cái cuốn sách mà Huệ cũng rất là yêu quý. Cuốn sách thứ nhất là cái cuốn Huyền Ký của Đức Phật. Đây chính là một trong cuốn sách vô cùng quý các bạn nhé. Nếu như bạn nào mà mong muốn có được để biết được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi mà đã truyền dạy đạo trên trái đất của chúng ta thì đã có cái cuốn Huyền Ký để viết lại những cái sự chân thật nhất. Thì đây chính là cái cuốn mà rất là vô cùng giá trị, mà Huệ dân trân quý và luôn luôn giữ gìn rất là cẩn thận. Ai có nhu cầu thì Huệ cho mượn nhé. Thế còn đây là cuốn Đắc Nhân Tâm, là của một tác giả người nước ngoài và đã viết lại, thì chúng ta thấy rằng đã có những cái giá trị về cái cách đối nhân xử thế của con người của chúng ta. Thế thì chúng ta có được những cái cuốn sách quý này thì chúng ta sẽ có được những cái tri thức trí tuệ để chúng ta khai mở. Và đây cũng chính là một cái cổng năng lượng mới, thì Huệ muốn rằng mong muốn được chúng ta đón nhận được những cái giá trị rất tuyệt vời như thế. Thế thì đây là tụ số 1 các bạn này, tụ số 1 Huyền Ký của Đức Phật. Tụ thứ 2 là Đắc Nhân Tâm. Như vậy chúng ta có hai tụ, các bạn lựa chọn tụ nhé. Khi lựa chọn tụ thì Huệ Oan Hỷ cũng mong chúng ta là hãy theo cái trực giác của mình, chính là cái hướng mắt của chúng ta hướng về đâu thì đó chính là cái trường năng lượng chúng ta đã hút nhau đấy. Bởi vì là chúng ta đang đến với nhau bởi gắn kết với nhau bởi cái trường năng lượng mà. Và cũng rất mong là trường năng lượng của chúng ta ở đây là những cái trường năng lượng lớn nhé. Và các bạn chọn tụ đi. Thế thì trước hết chúng ta sang tụ số 1 đầu tiên nhé. Tụ số 1, Huyền Ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hãy xem tụ số 1 của chúng ta. Những bạn ở trường năng lượng của tụ số 1, các bạn đến với kênh của Huệ Oan Hỷ, chúng ta sẽ có những cái chia sẻ. Và các bạn hãy là những người mà sẽ có những cái đón nhận được thông điệp của vũ trụ với cái thông điệp trong tuần mới. Có những thông điệp gì vũ trụ đang gửi đến với bạn đây? Chúng ta hãy cùng nhau nhé. Đúng là cái bàn tay của Huệ hình như nó là cái năng trường năng lượng của chúng ta nó tương đồng, và cái trường năng lượng của chúng ta nó có một cái sự gắn kết rất là chặt chẽ. Trường năng lượng của các bạn là tụ số 1. Các bạn thấy chưa?
Tụ số 1 của chúng ta thì có trong một bộ bài của chúng ta có 4 vua. Thì chúng ta có 2 vua được hiện lên và có một hoàng hậu cũng được hiện lên. Và một quan gậy. Và 8 cốc. Như vậy là trường năng lượng của các bạn nhìn vào đây rồi. Vậy chỉ cần đọc cái trường năng lượng của các bạn thôi. Các bạn ở đây có một cái trường năng lượng vô cùng lớn, vô cùng trưởng thành. Và các bạn có một cái trường năng lượng, có một cái sự lớn ở cái giá trị của các bạn. Đó. Các bạn đã là người trưởng thành và các bạn đã có đầy đủ cái sự chín chắn trưởng thành. Và các bạn đang là những người gọi là đỉnh cao, là những ông vua của những bà hoàng. Đấy là về trường năng lượng của các bạn. Đấy, các bạn thấy rằng và cái ông vua, nếu như các bạn ở nam ở đây thì các bạn có một cái trường năng lượng là các bạn có cái tình cảm rất là sâu sắc, tình cảm đong đầy, bởi vì các bạn đang có một cái trường năng lượng của ông vua cốc. Thế còn các bạn nữ thì các bạn có một cái tình cảm, có một cái ý chí, ý chí sắt đá, ý chí mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy rằng các bạn là nữ nhưng mà các bạn có trường năng lượng ở đây rất là mạnh mẽ nhé. Bởi vậy mà đây là cái trường năng lượng của các bạn trong cái tụ bài của chúng ta. Thế thì chúng ta hãy xem là các bạn về tài chính cũng như là về công việc của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ có được những cái thông điệp gì trong cái tuần mới này. Xin vũ trụ hãy cho các bạn ở tụ 1 biết là thông điệp về tài chính cũng như là về công việc sự nghiệp của các bạn trong tuần mới này. Các bạn thấy rằng trong cái năng lượng của chúng ta thì trong tuần mới này các bạn có một cái sự ổn định, một cái sự ổn định về tài chính của các bạn. Bạn nào vẫn đang có những cái công việc sự nghiệp thì các bạn vẫn có những công việc sự nghiệp rất là ổn định và suôn sẻ. Cái vấn đề về tài chính của các bạn thì vẫn được giữ nguyên và các bạn có một cái sự người ta gọi đó là ổn định về tiền tài của mình rồi. Và cái điều có một cái thông điệp là các bạn đã đang đón nhận được một cái giá trị gì nữa mới khởi đầu nữa đây. Cái giá trị này có liên quan về đến vấn đề mà liên quan đến vấn đề tiền tài của các bạn đấy. Có thể là các bạn sẽ mở ra cho mình được một cái công việc thêm nữa, hoặc là có một cái món quà được một ai đó mang đến với mình. Đấy chính là cái điều mà các bạn được đón nhận trong cái tuần mới này. Món quà ở đây có thể là món quà về vấn đề tinh thần cũng hoặc là món quà về vật chất, bởi vì các bạn có một cái sự thành công nào đấy thì các bạn sẽ được đón nhận nó trong cái vấn đề tiền tài của các bạn nhé. Còn về sự nghiệp của các bạn thì các bạn đang ở cái mức ổn định rồi. Các bạn là những người có sự ổn định về sự nghiệp của mình rồi. Các bạn đã là những ông vua, những bà hoàng của trường năng lượng thì các bạn đã ở cái độ tuổi mà lớn, trưởng thành, hoặc là những người mà ở độ tuổi trẻ nhưng mà có cái giá trị tâm trí về các bạn đã trưởng thành và các bạn đã có một cái sự nghiệp vững rồi nhé. Đó. Vậy trong tuần mới này thì các bạn vẫn rất ổn và các bạn có một cái sự có thể đón nhận một cái thông tin, một cái sự món quà nào đó rất là tốt đẹp, tốt lành cho các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta hãy xem là với cái tiền tài như vậy thì trong cái chuyện tình cảm của các bạn nhé. Chuyện tình cảm của các bạn thì cũng là một trong những cái yếu tố mà nó luôn luôn ảnh hưởng đến cái tâm trí của chúng ta. Đấy. Các bạn thấy rằng con người ta nặng tâm nhất là về tình. Bởi vì nó là cái thứ mà chúng ta không cân đo đong đếm được. Nhưng mà nó lại mang cái giá trị rất là nặng, rất là sâu trong mỗi cái tâm trí của chúng ta. Còn tiền chúng ta có thể mang ra đếm, vàng có thể mang ra cân. Đấy, thế nhưng mà chúng ta tình cảm thì không ai mang ra đong đo đếm được. Chúng ta chỉ có sự cảm nhận từ trái tim. Cái sự cảm nhận đó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự bình yên hay là cái sự bất an.
thì chỉ có con tim của chúng ta mới có sự cảm nhận và cái trí não của chúng ta mới có cái sự định hướng thôi. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là đối với những cái bài tụng một của chúng ta thì với cái vấn đề công danh, vấn đề về tâm lý của các bạn, có nghĩa là về trường năng lượng của các bạn rất là lớn như vậy, thì vấn đề tình cảm của các bạn sẽ ra sao nhé? Mình thấy rằng cái trải bài của mình có cái trường năng lượng rất là cao. Từ hôm trước bây giờ hôm nào cũng thế, trải bài nó cũng rất là cao như vậy. Về tình chuyện tình cảm thì Huệ sẽ có 6 lá bài. Chuyện tình cảm của các bạn đẹp lắm. Tình cảm của các bạn đây. Đấy. Với cái sự ổn định về cái trường năng lượng cao, cùng kết hợp với lại cái tiền tài của các bạn, công việc của các bạn ổn định như kia rồi. Thế thì cái trong tuần mới này của các bạn, cái chuyện tình cảm của các bạn cũng đong đầy như vậy. Các bạn có cái những cái mối lương duyên của các bạn, đó chính là mối lương duyên mang tính chất tâm linh. Với những bạn nào mà đang yêu nhé, thì cái mối nguyện tâm duyên của các bạn này này, nó mang tính chất tâm linh của các bạn đấy. Có nghĩa là chúng ta đã liên kết với nhau qua nhiều đời, nhiều kiếp rồi, nên chúng ta ở bên nhau, chúng ta đang sống với nhau, chúng ta đang yêu nhau, thì chúng ta có một cái trường năng lượng gắn kết nó rất là mạnh. Nó có thể không cần phải ở bên nhau đâu, các bạn chỉ cần nghĩ về nhau thôi thì đối phương cũng có cảm nhận được các bạn đấy. Đây chính là những cái lá bài thể hiện cho mình là mình có mối quan hệ tâm linh với nhau nhé, đối với những người đang yêu. Còn đối với những người đang ở trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng thì các bạn cũng như vậy. Các bạn không phải là kiếp này mới là vợ chồng của nhau, mà các bạn đã có nhân duyên nhiều kiếp làm vợ chồng của nhau rồi, nên các bạn có sự thấu hiểu về nhau, có sự yêu thương chia sẻ với nhau, và các bạn có cái sự đong đầy trong cái tình cảm này. Các bạn đến với nhau nó như là những cái trái tim nó được trở về, như là những cái trái tim được trở về bên nhau ấy. Và các bạn cũng là một trong những cái người, nếu như là nữ thì các bạn đang xem trả bài này, các bạn là một trong những cái người mà có một cái sự duyên dáng, có một cái sức mạnh bao la về cái tình cảm. Các bạn luôn luôn là cái người hướng trong gia đình, và các bạn luôn là cái người có một cái vẻ đẹp nội tâm. Đấy, các bạn luôn là người có cái vẻ đẹp nội tâm, như một, có cái tình yêu, có những cái giá trị giống như những người mẹ, để mà giúp cho gia đình nhà chúng ta có một cái hạnh phúc. Thế còn đối với các bạn nam thì các bạn nam ở đây, các bạn có cái độ trưởng thành về cả tài tiền tài và cả về vấn đề tâm trí. Do vậy mà các bạn sẽ là một cái người mà làm trụ cột cho gia đình, trụ cột gia đình. Thế còn trong tình yêu đôi lứa thì ở đây, nếu như mà chúng ta trong tuần mới này có cái cuộc hội ngộ của những trái tim yêu thương nhau đây, thì nếu như các bạn đến với nhau, đấy, các bạn sẽ có cái cuộc hội ngộ, hoặc là các bạn có cuộc trò chuyện, thông tin cho nhau và mang một cái giá trị yêu thương sâu sắc ở đó. Cũng như là các bạn có một cái giá trị ngoài cái giá trị tâm linh, thì các bạn còn có một cái, đó là chúng ta giống nhau nên chúng ta hút nhau. Đấy, chúng ta giống nhau nên chúng ta hút nhau đi các bạn. Đó. Đấy, như vậy là cái trường năng lượng của chúng ta nó luôn luôn có cái sự tìm những cái giá trị tương đồng, để được đến bên nhau, để được gần nhau, mang lại cho nhau những cái giá trị yêu thương và hạnh phúc. Các bạn đang có gia đình thì các bạn đang sống trong một cái gia đình rất là an vui, hạnh phúc và có đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần đây. Đó. Thế còn nếu các bạn mà chưa có gia đình mà các bạn đang có mối quan hệ yêu thương ấy, thì các bạn cũng là những cái cặp đôi có cái sự tương đồng với nhau, và các bạn đang hướng nhau đến một cái kết viên mãn, đó là có một cái gia đình hạnh phúc và mang lại cho nhau những cái sự yêu thương ấm áp nhất trong gia đình của mình. Đó. Như vậy tụ bài số 1 của chúng ta thì Huệ hoan hỉ thấy rằng hôm nay chúng ta có một tụ bài vô cùng đẹp, toàn những lá bài đẹp thôi. Bởi vậy mà đây chính là cái nguồn năng lượng mà của cái trường năng lượng khởi đã kết thúc cho một cái trường năng lượng của năm cũ, khởi đầu cho trường năng lượng của năm mới. Bởi vì hôm nay là mùng 8 đến ngày 11 thì chúng ta sẽ là sự chuyển đổi. Bởi vậy mà đây chính là một trong những cái giá trị mà Huệ hoan hỉ thấy rằng các bạn đang có một cái sự chuyển đổi, một hướng tích cực tốt đẹp nhất, mà Huệ cảm nhận được cái lá bài của chúng ta đều là những lá bài đong đầy tình yêu thương, đong đầy về giá trị vật chất. Và các bạn biết được cái vật chất của chúng ta, nếu như chúng ta có một cái sự biết đủ thì chúng ta thấy rằng luôn luôn có sự đầy đủ. Và trong một cái lần thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một cái
vị có nghĩa là có một người đệ tử của Đức Phật đã hỏi là thưa Đức Phật thì trong chuyện về vật chất thì thế nào là người giàu? Thế thì Đức Phật chỉ nói rằng là biết đủ là giàu tối thượng. Như vậy là cái sự biết đủ sẽ chính là cái sự giàu có của chúng ta. Vậy chúng ta đang có bao nhiêu? Chúng ta hãy biết là chúng ta đang có được cái điều đó, và chúng ta cảm nhận được là chúng ta có sự đầy đủ trong cái tâm trí của mình rồi, thì đó cũng chính là sự giàu có của chúng ta. Và chúc cho các bạn của tụ một của chúng ta với cái một cái trải bài rất tuyệt vời như thế này, thì trong tuần mới này các bạn luôn luôn có sự an vui, luôn có cái sự bình an và luôn có cái tình yêu thương trong cái tâm trí và trong cái gia đình của mình. Thì cũng chúc cho các bạn là hãy đăng ký kênh cho Huệ và hãy chia sẻ những cái thông tin ở phía dưới phần mô tả. Và ai có mong muốn được xem những cái trải bài riêng thì sẽ đăng ký với Huệ, và Huệ sẽ cùng với chúng ta có những cái trải bài mà kết nối năng lượng với nhau luôn nhé. Thì cảm ơn các bạn ở tụ số 1. Các bạn trong cái tuần mới này rất là đẹp, và cũng chúc cho các bạn luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn an vui. Và bạn nào có muốn đọc những cái cuốn sách mà Huệ vừa chia sẻ thì các bạn sẽ liên lạc với Huệ nhé. Bởi vì đấy là những cái cuốn sách mà Huệ có thấy rằng là những cái giá trị vô cùng to lớn trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì bây giờ đến cuốn sách thứ cái tụ chọn thứ hai của các bạn là Đắc Nhân Tâm nhé. Đắc Nhân Tâm là một trong những cái cuốn sách mà nói nên những cái giá trị ứng nhân đối xử của chúng ta trong cái đời sống của mình. Thế thì các bạn cũng có nên có những cái cuốn sách ở trong nhà để giúp cho chúng ta có những cái giá trị về văn hóa, về giá trị, về trí tuệ nhé. Thế thì bây giờ chúng ta xin chào các bạn tụ 1, chúng ta chuyển sang tụ 2 nhé. Xin chào các bạn tụ 2 của kênh Huệ Oan Hỷ. Các bạn đã kết nối và đã đến với kênh của Huệ Oan Hỷ. Xin cảm ơn các bạn, và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cũng như chia sẻ những cái giá trị yêu thương cho Huệ Oan Hỷ. Và chúng ta cũng sẽ kết nối với nhau bằng cái trường năng lượng. Thì hôm nay Huệ sẽ xem là check cho chúng ta cái trường năng lượng của chúng ta là như thế nào nhé. Một ngày khởi đầu của tuần mới, một tuần rất đặc biệt, thì Huệ cũng rất mong muốn cầu chúc cho tất cả chúng ta được bình an, cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có niềm an vui trong tâm trí của mình. Thì các bạn ở cái tụ số 2 của chúng ta, chúng ta sẽ có cái trường năng lượng như thế nào đây? Đó, toàn những lá bài mà Huệ thấy rằng các bạn là những người các bạn ở tụ số 2 ơi, đây là những lá bài mà cũng có giá trị vô cùng đẹp. Với năng lượng của các bạn thì các bạn là những người mà ở cái độ tuổi mà chưa phải là quá lớn tuổi, mà các bạn ở cái độ tuổi mới như là khoảng tầm 30 trên dưới 30. Đây là những cái người mà đã ở cái mức mà khi trưởng thành thì các bạn đã có một cái sự thông qua những cái giá trị về học thức, về những giá trị. Các bạn đang xem cái tụ bài này, mình thấy rằng các bạn là những con người mà có cái sự lớn về vấn đề bằng cấp, về học thức đó. Và các bạn là một trong những người mà có một cái năng lượng của các bạn theo đúng tôn giáo lễ nghĩa. Đấy, các bạn là một cái người mà có cái khuôn phép trong cái cách sống của mình, và các bạn là những người mà có những cái học hàm học vị, hay là những cái người mà có những cái giá trị về trường giáo dục của các bạn rất là ổn định, rất là cao, có nghĩa là các bạn đã trải qua cái môi trường giáo dục đó, và các bạn là những cái người mà luôn luôn đặt cho mình những cái khuôn phép trong đúng cái cách sống của mình. Đấy, đây là cái trường năng lượng của các bạn nhé, vừa có bằng cấp, vừa có khuôn phép, vừa có cái lối sống của các bạn nó rất là chuẩn mực đó. Và các bạn cái trường năng lượng của các bạn này thì với cái trường năng lượng như thế thì cả bạn nam với bạn nữ của chúng các bạn đều ở một cái độ tuổi là các bạn đã đạt được những cái về học hỏi rồi, có nghĩa là các bạn đã có một cái bằng cấp nào đó rồi đó. Mình thấy rằng cái trường năng lượng của các bạn ở trên dưới 30 ở đây đó. Thế thì chúng ta xem là với cái năng lượng như trên thì cái tuần mới của chúng ta đang đón nhận một cái thông điệp như thế nào của vũ trụ từ cái về cái sự nghiệp của chúng ta, tiền tài và sự nghiệp nhé.
tiền tài và sự nghiệp của các bạn. Tiền tài và sự nghiệp của các bạn. Các bạn ạ, với cái sự sức trẻ của chúng ta, với cái niềm đam mê về cái công việc sự nghiệp của chúng ta, và các bạn sẽ có, trong tuần mới này các bạn sẽ có một cái thông điệp gì rất là nhanh. Thông điệp này nhanh nó sẽ kết thúc cho các bạn một cái khởi đầu cũ, một cái sự nghiệp, một cái quá trình, một cái công việc, một cái gì đó nó cũ và nó không còn phù hợp nữa thì nó sẽ kết thúc rất là nhanh. Đấy, trong cái tuần này nó kết thúc rất là nhanh. Một cái thông tin nào đó nó đến với bạn một cách nhanh chóng và nó sẽ kết thúc cái cũ của bạn. Đấy, và khi đó thì bạn sẽ là một trong những cái người mà khởi đầu và làm lại những cái mà bạn thấy rằng nó phù hợp hơn, nó mới mẻ hơn và nó sẽ phù hợp với bạn hơn. Về trong công việc sự nghiệp nó là như vậy. Và bạn là những người mà có một cái sự mong muốn, một cái mục tiêu là bạn sẽ đạt được cái thành công trong cái sự nghiệp của mình. Thì bạn đang trên con đường đi, đang trên con đường đi tìm kiếm cũng như là con đường bước tới cái đường đó. Khi bạn đã học xong thì bạn đã có tri thức, bạn đã có kỹ năng, nhưng khi ra ngoài đời thì bạn lại có những cái sự mà phải có sự lựa chọn. Học là một phần lý thuyết nhưng khi thực hành vào thực tế nó lại là một phần khác. Do vậy mà các bạn ở đây có một cái sự khởi đầu mới trong cái tuần này, hoặc là có thể là có một thông tin để cho bạn có một cái định hướng khởi đầu mới gì đó. Và cái thông tin này nó đến rất là nhanh các bạn nhé. Nó đến rất là nhanh để nó kết thúc một cái chu kỳ cũ đi. Đấy, cái chu kỳ cũ của các bạn không còn phù hợp nữa thì nó sẽ kết thúc đi. Và khi đó thì các bạn sẽ khởi đầu tái sinh để chuyển đổi cái sự nghiệp cũng như là cái tiền tài của mình. Các bạn là những người mà rất dễ chia sẻ, các bạn là những người rất dễ có cái sự đón nhận, nên các bạn nhanh chóng được kết thúc cái cũ để chuyển sang cái mới. Thì trong cái tuần này, hoặc là chúng ta có cái đón nhận thông tin, hoặc là chúng ta đã có sự chuyển đổi về cái sự nghiệp của mình nhé. Sự nghiệp hay là công việc. Bởi vì chúng ta mới là cái sức trẻ thì khi chúng ta ra cái cuộc sống, không phải là đi làm cái mà có cái sự công việc mà nó phù hợp ngay đâu các bạn. Chúng ta đương nhiên là chúng ta, nếu như ai mà bằng lòng với chính mình mà chọn một công việc ổn định thì chúng ta gọi là ổn định trong nhà nước ấy, thì gọi là ổn định. Nhưng mà cái ổn định đó thì chưa chắc đã mang lại cho bạn những cái giá trị như bạn mong muốn. Nên là những người mà người ta có cái mục tiêu ước mơ của người ta một cách mà người ta gọi là thôi thúc từ trong trái tim, từ trong cái linh hồn của họ, thì họ sẽ có những cái để nó phù hợp hơn. Thì cái sự có thể vẫn làm việc ổn định trong nhà nước nhưng mà lại đón nhận được một cái công việc mà nó lại có thể mang lại cho họ những cái giá trị mà cao đẹp hơn nữa. Đấy, ngoài ra họ còn có thể dám từ bỏ những cái không phù hợp để chuyển sang một cái phù hợp hơn. Thì đây là cái trường năng lượng của các bạn ở tuổi 2 nhé. Về cái công việc của các bạn thì vũ trụ nói rằng cái sự kết thúc trong một cái vấn đề cũ để chuyển sang một vấn đề mới nó rất là nhanh thôi. Các bạn chỉ cần nghĩ và các bạn chỉ cần hành động cái, bởi vì nó đã có định hướng rồi. Đấy, rất là nhanh nhé. Thế thì chúng ta sẽ xem là với cái như vậy thì cũng chúc cho các bạn của cái tụ hai của chúng ta này này có một cái quyết định, bởi vì các bạn là một trong những người được học, được hành, được đào tạo trong các trường có cái sự rất cơ bản, rất là tốt rồi. Thì các bạn cũng luôn luôn là hướng tới một cái khuôn phép như vậy, thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái công việc mà nó liên quan đến vấn đề mà đúng theo cái mong muốn của các bạn. Và đồng thời thì chúng ta chọn nghề, chọn nghiệp cũng như vậy. Chúng ta cần phải có cái sự đam mê trong cái nghề đó. Khi chúng ta làm việc bằng trái tim thì chúng ta có cái năng lượng mà nó gấp rất nhiều lần. Mình có nhớ là nó có thể gấp đến tận đến hàng nghìn lần so với chúng ta lao động bằng cái trí óc của mình thôi, mà không có sự cộng hưởng với trái tim. Đấy, bởi vậy mà cái trái tim của chúng ta nó mang một cái trường năng lượng rất là cao để giúp cho chúng ta có cái sự đam mê trong cái nghề nghiệp của mình. Đấy, thì cũng rất mong các bạn có sự kết hợp vào. Bởi vì khi chúng ta đã tìm được cái sự đam mê của mình thì chúng ta mới có cái sự thỏa mãn được cái công việc trong cái niềm hạnh phúc được. Còn nếu chúng ta chỉ làm với cái lý trí của mình thôi thì chúng ta vẫn thấy có một cái sự thiếu mà chúng ta áp lực trong quá trình làm việc. Đấy. Và khi đó thì các bạn sẽ đạt được đây, các bạn sẽ đạt được là nữ hoàng gậy, có nghĩa là chúng ta có một cái sự đạt được cái mục tiêu ước mơ khi chúng ta có sự chuyển đổi một cách đúng hướng nhé. Đó. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng mong cho các bạn sẽ đi được đúng hướng của các bạn.
và tìm thấy được cái niềm đam mê trong cái sự nghiệp của mình, cũng như là thực hiện tốt cái sở trường của mình nhé. Đấy, cái sở trường của các bạn nó sẽ thể hiện được đúng trong cái mà các bạn đang có, và cái công việc của bạn nó phù hợp thì nó sẽ được thể hiện, nó rất là phù hợp với nhau. Đấy. Cũng như là các bạn chú ý là chúng ta cái kỹ năng của chúng ta nó có thể học được, nó sẽ một phần học được, nhưng mà cái niềm đam mê ấy, nó phải là có cái sẵn có trong bản thân mình, và nó phải là cái mà chúng ta đang có cái tố chất nó phù hợp nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tình cảm của các bạn. Cũng như ở tụi một cũng phải chia sẻ là cái tình cảm nó có giá trị vô cùng to lớn, không cân đo đong đếm được, nhưng mà nó lại có một cái sức mạnh vô hình mang đến cho con người ta có những cái có thể đưa cho con người ta những cái trường năng lượng để giúp cho con người ta thực hiện cái mục tiêu ước mơ của mình một cách nhanh chóng, nhưng cũng có thể sẽ làm trì hoãn cái mục tiêu ước mơ của mình khi cái tình cảm của chúng ta nó không được cân bằng, không được ổn định đó. Do vậy mà trong chuyện tình tiền nó luôn luôn song hành với nhau đó. Vậy có 6 lá bài về tình yêu tình cảm của các bạn đây. Thì ở tụ 2 này thì vậy thấy rằng là các bạn đang ở cái sự lựa chọn, đang sự thay đổi như vậy. Thế thì cái tình cảm của các bạn nó cũng được thể hiện, đó là với những bạn mà các bạn hãy có một cái sự đón nhận từ tất cả chúng ta trong tuần mới này, có trong tụ 2 này có cái sự đón nhận từ vũ trụ, đón nhận từ những thiên thần, những cái giá trị mà có nghĩa là chúng ta mong từ trước đến giờ thì chúng ta đang có một sự đón nhận, vũ trụ đang ban xuống cho các bạn, vũ trụ đang đón các bạn. Vậy các bạn hãy cầu nguyện và các bạn hãy là những người hướng định hướng của mình đến đó nhé. Đó, vũ trụ đang ban cho bạn đó. Đấy. Và các bạn hãy yêu thương tất cả những giá trị xung quanh mình. Chính cái tình yêu thương của các bạn đó sẽ làm cho các bạn có một cái trường năng lượng được tỏa ra, và vũ trụ sẽ nhìn thấy các bạn có những cái trường năng lượng tích cực tốt đẹp như thế, thì các vũ trụ sẽ ban cho các bạn những cái giá trị mà các bạn đang mong muốn, đang mong cầu đó, đang cần thì vũ trụ sẽ ban xuống cho bạn. Và các bạn thấy rằng chính tình yêu thương của chúng ta tỏa ra thì chúng ta sẽ cuốn hút được cái trường năng lượng xung quanh của mình rất là tốt. Và các bạn hãy là người sống trong hiện tại. Các bạn hãy sống trong hiện tại, cái chuyện tình cảm của bạn cũng như vậy. Hãy là người sống trong hiện tại và định hướng đến tương lai của mình. Còn tất cả những cái quá khứ của các bạn hãy khép lại đi. Các bạn hãy khép nó lại nhé. Và chính cái tình cảm của các bạn ấy khép lại trong quá khứ thì các bạn mới đón nhận được những cái giá trị mới của cái giá trị hiện tại và hướng đến tương lai của chúng ta. Và các bạn cũng yên tâm rằng bạn ra sao thì bạn sẽ hút cái chuyện tình của các bạn như vậy. Đây, cái tâm thái của bạn ra sao thì bạn sẽ hút cái chuyện tình cảm của bạn như vậy. Nên là chúng ta có cái tâm thái như thế nào thì tình đến với mình nó cũng như vậy. Nhưng trong tuần mới này các bạn có một cái sự chia sẻ, có một cái sự tìm hiểu, có một cái đối tượng mang lại cho bạn cái sự rất là vui vẻ đây. Đấy, chẳng biết đối tượng này đã là có nghĩa là đã có thể đã là vợ chồng, có thể là người yêu, hoặc cái người mà đang muốn tìm hiểu bạn. Thì trong tất cả những cái mối cái đó thì nó đều là có một cái thông điệp là trong tuần mới này các bạn có sự chia sẻ thân thiết với nhau, tìm hiểu với nhau. Nếu như là vợ chồng thì các bạn có thể là chia sẻ những cái giá trị thân thiết với nhau. Thế còn những người mà mới thì chúng ta tìm hiểu về nhau kỹ hơn, như với một cái tinh thần rất là vui vẻ, một cái tinh thần rất là cởi mở bên nhau. Đó. Bởi vậy mà cái trường năng lượng của chúng ta trong chuyện tình cảm của tụi 2 đây cũng như vậy thôi. Các bạn đều là những cái người mà có một cái sự có cái trí tuệ của các bạn. Do vậy mà khi các bạn được đón nhận những cái thông điệp từ vũ trụ này, các bạn có một cái sự nó rất là nhanh. Đấy. Khi đó thì Huệ Hoan để nhìn thấy rằng các bạn đón nhận rất là nhanh. Các bạn có thể vượt qua cái cũ, vượt qua cái khó khăn của các bạn một cách rất nhanh chóng. Và ở đây thì các bạn còn có một cái sự chia sẻ của một người, người thân của các bạn nhé. Trong tuần mới này có sự chia sẻ của người thân của các bạn. Người thân có thể là những người bạn bè của các bạn thân thiết, hoặc những người trong gia đình, hoặc là những người từ có nghĩa là có cái mối quan hệ của chúng ta thân thiết đấy. Thì có sự chia sẻ với nhau. Đấy, một cuộc gọi điện, một lời tin nhắn, hay là cuộc hội ngộ,
Đấy, thì trong cái dịch Covid của chúng ta này thì hội ngộ để mà về bên nhau thì cũng hơi khó khăn một chút. Thế nhưng mà chúng ta có thể bằng các hình thức khác nhau để chúng ta có cái cuộc hội ngộ mang lại cho chúng ta cái sự hân hoan, hạnh phúc. Và đây là như một sự trở về của chúng ta ấy. Đó. Và với cái trường năng lượng như này thì mình thấy rằng các bạn ở tụ 2 cũng là một trong những người mà có cái sự tích cực đón nhận những cái giá trị mà vũ trụ mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ được vũ trụ mang đến cho chúng ta khi chúng ta có một cái giá trị tương đồng. Đấy. Đấy, các bạn nhớ nhé, khi năng lượng chúng ta tương đồng như nào thì vũ trụ của chúng ta sẽ mang đến như vậy. Thế thì các bạn ở đây thì cái tiền tài cũng như là về vấn đề sự nghiệp của các bạn thì vẫn đang trên con đường xây dựng và đang trên con đường chuyển đổi để giúp cho các bạn có được cái sự phù hợp hơn. Và cái sự chuyển đổi của cái kết thúc của cái trường năng lượng cũ của năm 2021 chuyển sang cái trường năng lượng mới của năm 2022 thì các bạn sẽ có cái sự chuyển đổi rất tích cực, rất tốt đẹp và hướng các bạn đến một cái mục tiêu là lựa chọn được cái sự nghiệp, lựa chọn được cái công việc mang lại cho các bạn cái sự đầy đủ về vật chất và thỏa mãn về cái niềm đam mê của các bạn. Bởi vì kết của cái sự nghiệp đó mình thấy rằng có cái sự trải của 8 tiền. 8 tiền có nghĩa là các bạn đã có tìm thấy một cái mảnh đất rất là màu mỡ để các bạn gieo trồng và các bạn sẽ thu hoạch. Và queen của gậy có nghĩa là sự sung túc đầy đủ và có một cái giá trị mang lại cho bạn về cái sự tương lai của các bạn rất tươi sáng, rất mở. Đó chính là thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho chúng ta trong trải bài ngày hôm nay. Thì cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẻ cùng kênh của Huệ Hoan Hỷ. Và cũng mong cầu cho các bạn là cùng với bản thân của Huệ Hoan Hỷ trong tuần mới của chúng ta đón chờ những giá trị tốt đẹp, tích cực nhất với một cái tâm thái của chúng ta cũng tích cực và tốt đẹp nhất. Chúng ta không chỉ đón chờ mà chúng ta còn có sự gieo cho đi. Và đây cũng chính là một cái gieo hạt mầm tốt của kênh Huệ Hoan Hỷ đến với mọi người. Và cũng mong các bạn sẽ nhân ra để giúp cho kênh của Huệ Hoan Hỷ ngày càng phát triển và mang lại những cái giá trị yêu thương, tích cực. Đấy, hôm nay Huệ thấy rằng cái trải bài của chúng ta nó đúng là cái trường năng lượng khi chúng ta tiến tới. Và những bạn mà được xem cái trải bài này, đón nhận được cái trải bài này thì các bạn cũng là những cái người như vậy. Và cũng cầu mong cho tất cả cộng đồng của chúng ta luôn có cái giá trị yêu thương, luôn có cái giá trị đong đầy và luôn mong lại cho nhau những cái sự chia sẻ chân thành, tích cực và yêu thương nhất. Thế thì các bạn sẽ có những cái thông tin mình đặt ở phần miêu tả và đặt ở phần bình luận. Các bạn sẽ có những cái chia sẻ cùng với kênh của Huệ Hoan Hỷ nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.